Take a trip to my Chào các bạn, di động thông minh đang có trên tay chiếc LG G Pro 2 đầu tiên tại Việt Nam. Đây chính là bom tấn mới nhất của năm 2014 vừa được tung ra. Là một thiết bị nâng cấp của LG G Pro, G Pro 2 có tên mã là F350 và chiếc máy trên tay mình được phân phối bởi nhà mạng SK Telecom. Các bạn có thể thấy, chiếc hộp được làm khá là nhỏ gọn, đơn giản, mặt trước với duy nhất cái tên LG G Pro 2, mặt sau là rất nhiều những thông số kỹ thuật với cấu hình khủng. Và bên trong có những gì? Vẫn như truyền thống, LG trang bị rất nhiều phụ kiện kèm theo. Ở đây chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, củ sạc, cáp kết nối micro USB, đây là tai nghe Cockpit thế hệ thứ 2, hai viên pin với dung lượng 3200mAh, đốt sạc khá lớn và tất nhiên tất cả đều nguyên siêu. Và để không làm mất nhiều thời gian, mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết luôn về siêu phẩm này. Phablet thế hệ thứ 2 của LG với kích thước màn hình đã được tăng lên tới 5,9 inch, to hơn rất nhiều so với G Pro 5,5 inch của năm ngoái. Tuy nhiên, về tổng quan, các bạn có thể thấy đây là hai thiết bị có triết lý thiết kế hoàn toàn khác nhau. G Pro theo phong cách của những sản phẩm 2013 với đặc trưng chính là phím home vật lý có thể phát sáng được. Cùng với đó là một sự chắc chắn, hầm hố trong thiết kế. Còn G Pro 2 lại đi theo xu hướng của LG năm 2014 với slogan Learning from you, tức là học hỏi từ những hành vi của người dùng, với các đường bo tròn mềm mại và thanh toán hơn rất nhiều. Đây cũng chính là những gì chúng ta đã được thấy trên LG G2 hay mới đây nhất là LG GX. Khi trung tâm của sự khác biệt đó chính là việc toàn bộ phần phím cứng chức năng Real Key đã được đưa ra phía mặt sau của máy. Sau khi dùng một thời gian thì mình cảm thấy cực kỳ tiện lợi, đặc biệt là khi cầm máy lên nghe gọi. Được gia công bằng chất liệu nhựa truyền thống nhưng mặt sau của G Pro 2 lại là một điểm cải tiến vượt bậc khi LG đã loại bỏ thiết kế nắp lưng trơn bóng bằng các họa tiết sần, nhám thực dụng, rất bám vào lòng bàn tay và cực kỳ khó chảy xước. Đây là một nâng cấp đáng giá của sản phẩm này. Vẫn biết những pha bled kích thước lớn cầm trên tay là vô cùng khó khăn và G Pro 2 cũng vậy. Nhưng điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của G Pro 2 so với những sản phẩm khác trong cùng phân khúc đó chính là việc viền màn hình được thu nhỏ đến mức tối đa, chỉ còn 3,5mm. Khối lượng máy nhẹ đúng bằng LG G Pro, mặt sau được bo tròn hai cạnh bên, cầm có cảm giác thoải mái mà những pha bled màn hình 5,9 khác như HTC One Max hay A860 không thể làm được bởi kích thước của chúng quá lớn và rất nặng. Ở G Pro 2, LG đã chăm chút trong từng đường nét thiết kế. Mặt trước chúng ta sẽ thấy những đường vân kim cương óng ánh nhìn rất đẹp ở phần trên và phần dưới. Không có phím home cứng, ba phím điều hướng đã được đưa vào màn hình, phía dưới chỉ có duy nhất logo LG sáng bóng nổi bật. Tất cả những yếu tố này đã tạo cho chúng ta một cảm giác choáng ngợp, một không gian trải nghiệm lớn nhất trên một màn hình 5,9 inch Full HD. Đặc biệt khi bật màn hình lên, LG G Pro 2 đã tạo cho mình một cảm giác ham muốn chạm vào sử dụng máy. Các cạnh bên hoàn toàn không có phím bấm vật lý, cầm rất thích tay. Tuy nhiên, điểm yếu cũng chính là phần viền benzen này, các bạn có thể thấy khá là mỏng, vì vậy khả năng chảy xước khá cao sau một gian sử dụng. Đây cũng chính là những điểm yếu đã gặp phải với những sản phẩm như LG G hay GK. Như vậy, mình đánh giá khá cao thiết kế của siêu phẩm LG G Pro 2. Một pha bled kích thước khổng lồ, những sản phẩm này vẫn tạo được cho người dùng những ấn tượng mạnh bởi phong cách thiết kế mềm mại, dễ thao tác và dễ dàng sử dụng. Đây là điều mà một số pha bled khác trong cùng phân khúc chưa thể làm được. Tiếp theo là về màn hình. LG G Pro 2 được trang bị màn hình cảm ứng LCD 5,9 inch Full HD cùng tấm nền True IPS cho mật độ điểm ảnh 373 ppi. Như vậy, ngoài kích thước lớn hơn thì công nghệ màn hình không hề thay đổi so với những sản phẩm như G Pro cũng như G2. Những trải nghiệm thực tế của bản thân mình cho thấy LG G Pro 2 hiển thị rất đẹp, hình ảnh sắc nét, trung thực, độ tương phản cao và đặc biệt cho góc nhìn rộng. Đây cũng chính là những điểm mạnh vốn có của những sản phẩm LG. Như vậy, liệu G Pro 2 có điểm gì khác biệt nhiều so với những thiết bị như G2 hay G Pro hay không? Mình sẽ có bài so sánh nhanh để các bạn cùng thấy. Ở bài test thứ nhất, mình có 3 thiết bị. Như các bạn có thể thấy, mặc dù cùng sở hữu những viền màn hình siêu mỏng, nhưng cả G Pro và G Pro 2 đều không thể đem lại cái nhìn choáng ngợp nổi bật như việc hiển thị trên LG G2. Trong bức hình con báo thể hiện màu trắng, thì G2 thể hiện tinh khiết và thật nhất, trong khi của G Pro màu trắng có phần dịu hơn, tối ưu và vừa mắt người dùng. Còn G Pro 2 lại gây thất vọng bởi việc hơi ngả sang màu vàng không được đẹp như hai thiết bị còn lại. Ở bức hình thứ hai, với việc hiển thị màu xanh trên chiếc áo của cô gái, rõ ràng LG G2 vẫn thể hiện đậm đà cho độ tương phản cao nhất. G Pro màu xanh nhạt hơn một chút nhưng vẫn khá vừa mắt, còn G Pro 2 lại hiển thị màu xanh nhạt hơn hẳn, độ tương phản không được tốt. Như vậy, dường như với việc đánh đổi để nâng kích thước màn hình lên rất cao 5,9 inch thì chất lượng hiển thị hình ảnh trên LG G Pro 2 giảm rõ rệt so với những thiết bị trước đây của hãng. Đây có lẽ là một thất vọng nhỏ. Và để cho các bạn có cái nhìn tổng quát nhất, mình sẽ cho trình chiếu trên 3 phablet màn hình Full HD, đó là G Pro 2, HTC One Max và Galaxy Note 3 để các bạn cùng so sánh. We'll be right back.
Khách quan đánh giá thì hình ảnh hiển thị trên Galaxy Note 3 vẫn cho màu sắc đẹp nhất, rực rỡ hơn hẳn hai thiết bị màn hình LCD còn lại. Màu sắc trên G Pro 2 và HTC One Max có khá nhiều điểm tương đồng về phần cấu hình và hiệu năng. Như vậy, trái với nhiều tin đồn trước đó cho rằng LG G Pro 2 sẽ được trang bị chip xử lý mới nhất Snapdragon 805 thì giống với đa số những siêu phẩm hiện tại, G Pro 2 vẫn chỉ sử dụng chip S800 mà thôi, cùng chip xử lý đồ họa GPU Adreno 330. Tuy nhiên, nâng cấp lớn nhất đó chính là việc LG đã trang bị cho G Pro 2 trở thành thiết bị đầu tiên của hãng với RAM lên tới 3GB, sánh ngang với hai sản phẩm khác đó là Galaxy Note 3 và Sky A890. Chính vì vậy, không có gì để nói nhiều về cấu hình của G Pro 2 nữa, bởi hiện nó đang là khủng nhất thời điểm hiện tại. Ở điều kiện bình thường, RAM chống luôn lên tới 2GB, vì vậy những game 3D nặng đến đâu hay việc chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng cũng không có vấn đề gì cả, nếu không muốn nói là quá thừa thãi cho những trải nghiệm của chúng ta. Mình sẽ chơi và bật đồng thời cùng lúc một số game đồ họa 3D nặng để cho các bạn thấy rõ điều này. Video chuẩn 4K nặng nhất cũng được phát mượt mà ngay cả khi các bạn zoom vào. Và dưới đây là điểm số benchmark khi mình so sánh với đối thủ Galaxy Note 3 để các bạn tiện theo dõi.